Kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã phát động và triển khai giải chạy 30 Mobifone Challenge từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến 12 tháng 4 năm 2023. Sau khi kết thúc 30 ngày, giải chạy đã thể hiện một thông điệp xuyên suốt trong chuỗi sự kiện 30 năm Mobifone: vượt khỏi vùng an toàn, chinh phục những thử thách, nâng ý chí, nối tự hào của người Mobifone. Với hai hạng mục là chạy tiếp sức xuyên Việt và chạy trực tuyến tích lũy thành tích, theo thể lệ, các vận động viên đăng ký số km mình sẽ chạy theo các mốc 5, 10, 15, 21 km chạy theo đúng thời gian và quãng đường. Mỗi vận động viên hoàn thành 1 km ở hạng mục chạy tiếp sức xuyên Việt sẽ đóng góp 500.000 đồng để xây dựng 30 sân chơi cho các em nhỏ ở những khu vực khó khăn trên địa bàn 30 tỉnh thành phố mà chương trình chạy tiếp sức đi qua. Đồng hành cùng hạng mục chạy tiếp sức xuyên Việt là giải chạy trực tuyến tích lũy thành tích với thông điệp mong muốn mỗi bước chạy sẽ đóng góp thêm nhiều cây xanh trên toàn đất nước Việt Nam. Theo thể lệ, người chạy sẽ chủ động lịch chạy sau khi đăng ký tham gia thành công trên trang mobiray.net. Đại diện Mobifone cho biết, cột mốc 30 là phù hợp để Mobifone có những thay đổi với những bước đi mới song hành cùng thời đại. Đó là sự chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ. Tổng công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong nước về công nghệ số.